Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến tham quan vườn bonsai của bạn Hữu Quang ở xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Và trong video này thì những cái tác phẩm mà mình giới thiệu là những tác phẩm mà nhà vườn đang giao lưu. Quý vị quan tâm đến tác phẩm nào thì có thể liên hệ với số điện thoại của nhà vườn ở bên góc phải màn hình video. Thank you.